Thưa quý vị, dịch COVID-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp và gây ra nhiều tác động tiêu cực trên toàn cầu. Nhưng điều này cũng đem lại mặt tích cực khi được xem là chất xúc tác để thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số tại nhiều quốc gia. Tại Đà Nẵng, việc chuyển đổi số thời gian qua được thành phố tích cực triển khai, nhất là ứng dụng mạnh mẽ vào công tác phòng chống dịch. Chuyển đổi số hiện nay cũng được xem là chìa khóa chính để Đà Nẵng tiếp cận hiệu quả của cách mạng công nghiệp 4.0. QR Code hay còn gọi là mã phản hồi nhanh, một công nghệ xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1994, nhưng đến nay đã được ứng dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Tại Việt Nam, công nghệ này được áp dụng phổ biến trong lĩnh vực thương mại điện tử, tài chính ngân hàng, vì tính ưu việt về lượng thông tin truyền tải cũng như khả năng bảo mật. Đặc biệt, trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, mã QR code đã được ứng dụng vào khai báo y tế, cũng như thiết lập luồng xanh quốc gia. Thì cái mã QR code ở đây là sẽ tích hợp được tất cả các cái thông tin. Ví dụ như là sau này Bộ Y tế tích hợp cái việc xét nghiệm lên đây. Thậm chí cả tương lai lâu dài mà cái căn cước chứng minh công dân của Công an, của các lái xe mà cũng được Bộ Công an cấp lên mạng thì cũng được tích hợp vào cái mã này. Tại Đà Nẵng, ứng dụng các công nghệ mới của cách mạng 4.0 bao gồm cả mã QR code trong các mặt đời sống, nhất là trong công tác phòng chống dịch là việc làm được thành phố rất quan tâm và tích cực triển khai với nhiều cách làm sáng tạo như ứng dụng khai báo y tế trực tuyến, thẻ đi chợ QR code, bản đồ COVID-19, qua đó giúp giảm tải áp lực lên tuyến đầu chống dịch, cũng như góp phần kiểm soát hiệu quả các đợt dịch trên địa bàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão, đòi hỏi của mọi mặt đời sống xã hội ngày càng gia tăng, Đà Nẵng cũng đang đứng trước nhiều thách thức về đổi mới công nghệ, hạ tầng, nhân lực và nhất là xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu để đáp ứng kịp yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Đây cũng chính là trăn trở của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại cuộc làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố vào đầu năm nay về thúc đẩy và phát triển hơn nữa công cuộc chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng. Hiện nay chúng ta cứ nói thành phố thông minh nhưng chúng ta không làm được. Đó là chính vấn đề cơ sở dữ liệu dùng chung. Các ông chí ạ, bây giờ các ông chí nên nhớ rằng cơ sở dữ liệu chính là tài nguyên và chính là tài sản. Và ở bất kỳ một quốc gia hay một địa phương nào, chúng nếu có được cơ sở dữ liệu là sẽ là một trong những cái nguồn lực để cho sự phát triển. Nên hiện nay tôi biết rằng là có rất nhiều các cái lĩnh vực chúng ta có rồi nhưng mà chúng ta chưa hoàn thiện. Và nhưng mà có rất nhiều các cái việc chúng ta triển khai nhưng mà kết quả chưa đạt đến đâu. Hiện nay, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 05 về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác lập chuyển đổi số là động lực trong phát triển thành phố, là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, đồng thời đề ra nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó, đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, hình thành thành phố thông minh, thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước. Đây chính là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng thúc đẩy hơn nữa chuyển đổi số, tiếp cận hiệu quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Kinh tế xã hội trong quý 3 năm nay được dự báo sẽ là gặp nhiều thách thức, khả năng hồi phục nhanh và tạo đà tăng trưởng cho quý 4 là rất khó khăn nếu diễn biến dịch bệnh tiếp tục phức tạp và khó lường như hiện nay. Theo đó, một số thách thức đang đặt ra cho tăng trưởng kinh tế là nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất đang thiếu hụt, trong khi đó giá cả một số nguyên vật liệu, giá cước vận tải trên thị trường thế giới tăng, nguồn cung lao động bị ảnh hưởng nặng nề và có khả năng thiếu hụt tạm thời. Doanh nghiệp cần có thời gian để phục hồi, kết nối các nguồn cung cầu hàng hóa, dịch vụ, vốn, lao động, thị trường trở lại. Nhiều doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh khiến nội lực suy yếu.